Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi quay review về chùa Hang nha. Chùa Hang ở đảo Lý Sơn. Đây là đường đang đi qua chùa Hang. Tới đã thu hoạch xong và giờ đang có trồng hành. Đây là núi Chín Lớn. Khoảng 500 mét nữa thôi. Này. Cái đoạn đường này thì có nhiều rất là nhiều khách du lịch nói là giống ở Đà Lạt nha. Và đây là đường đi xuống chùa ha. Đây là những quán lều để mà bán nước cho khách du lịch. Hôm nay là nước triều xuống cho nên người dân qua đây mò cua bắt ốc lượm rau. Thank you.
cảnh hiện ra trước mắt mình là nước thủy triều nó rút xuống rồi các bạn. Đó. Chùa hang là đang ở phía trong đây nè, có một lối đi nhỏ xuống thôi. Đó. Mọi người thắp hương thắp đạo lại đi phía trong này mà xuống chùa hang. Trong chùa rất là rộng ạ. Đây là dòng chữ Thiên Khống Thạch Tự. Những cây bằng vuông. Hồi cơn bão số 9 vừa rồi thì sơ sát, giờ mới bắt đầu nở lá ra lại. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại đập cái di tích thắng cảnh chùa ha. Những gốc cây bàng vuông. Cây phong ba ở biển chỉ có những cây này mới chống chọi nổi thôi. Chụp ảnh rất là đẹp mọi người. Hôm nay thủy triều xuống, mọi người đi mò coi bắt ốc.
anh này có thể là sự xâm thực bào mòn của nước biển và gió để tạo ra những cái hang như thế này. Ngày xưa nước cạn như thế này á, mình đi chơi thường sẽ đi theo cái con đường này mà mình đi qua hang câu luôn nhé. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh của mình nhé để xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại.